cảnh báo sạt lở đất, lũ quét ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Trong sáng nay ngày 2 tháng 8, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng. Sáng ngày 2 tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua, từ 06 giờ ngày 2 tháng 8, tại Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to như Đoàn Kết, Điện Biên, mưa 184,4mm, Mường Mô, Lai Châu, 77mm, Xín Vàng, Sơn La, 55,8mm, Chế Tạo, Yên Bái, 111,2mm, Bình Giáo, Gia Lai, 121,8mm. Trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-50mm, có nơi trên 90mm, khu vực Tây Nguyên từ 30-40mm, có nơi trên 60mm. Do mưa lớn nên trong 6 giờ tới có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện, thành phố gồm Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Lây, Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Than Uyên, Sìn Hồ, Tam Đường, Lai Châu, Mường La, Bắc Yên, Sóc Cộp, Sơn La, Bát Sát, Bắc Hà, Văn Bàn, Sapa, Lào Cai, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bái, La Hát Đờ Rai, Đắc Tô, Kon Tum, La Gờ Rai, Chiêu Công, Chiêu Sê, Phú Thiện, La Pa, Gia Lai, Tuy Đức, Đắk Rấp, Đắk Nông, thành phố Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, cấp 1,5. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Bản tin lúc 9 giờ 10 sáng nay ngày 2 tháng 8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo, mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội, có xu hướng mở rộng về phía các quận nội thành Hà Nội. Trong 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho khu vực quận Hoàng Mai, sau đó sẽ lan sang các quận khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.